Hello anh em đã trở lại với kênh Cu Tí DeFi nha anh em. Lại là tiếp tục hành trình leo top súng nha anh em ạ. Hiện tại là mình đã top 38 của tỉnh Đồng Tháp rồi nha anh em. Trước khi vào video anh em cho mình xin một like và đăng ký nha anh em. Ok, hello hello anh em ạ. Ui, mới vô là bị cầm chim nó lỏ anh em mà bay đéo tới không nội. Thôi lướt ở ngoài đây đỡ anh em ạ. Ui, đéo có súng luôn không nội. Má quải cứt thiệt chứ. Adu M887 anh em. Ui, ngoài đây vẫn có M887. Im ấm ấm rồi anh em ạ, ấm ấm. Bật 3G lên cái anh em. Má mặn yếu quá, vụ này cá mập cắn cáp không. Đây đây, hàng sớm liễu luôn anh em, có hàng luôn. Có hàng luôn, cái hàng luôn, đây đây đây, đây. Hai viên. Ngon quá, gạt luôn. Ui, trên kia có luôn anh em ạ. Ui, hai đứa. Từ qua đây lấy góc cái anh em ạ. Qua đây lấy góc cái, qua đây lấy góc. Hiện tại là mình đang chơi M887 thế giới ngầm nha anh em. Thế giới ngầm là cũng bá đâu, cũng gần nhất M887 anh em ạ. Thua chứ có mấy cái cây thôi. Nhưng mà cũng nằm trong top cây mạnh nhất anh em ạ. Từ từ anh em à, kê gốc, hai thằng lên. Qua đây lấy gốc đó. Qua đây lên mới được. Mà chỉ thẳng lên là bị nó lụm anh em. Qua đây. Ở đù. Mày, hai viên chết. Ui, má nó cầm giáp ba không cậu. Ê, ngáo mày. Ngáo của mày bởi cái đầu. Má cầm cái một chiếc bắn khá là chậm anh em à. Xém nó bị bắn bởi đầu chứ. Ở đù thằng nào đập cái gì nữa. Nào ép vãi cứt đó gì trời. Ui vãi cứt. Nó đặt mìn cái anh em à. Xuống này gạt này dễ chạy đường đó. Mày. Ok. Ở đủ có thằng súng nâng cấp nè anh em. Có thằng súng nâng cấp. Súng nâng cấp. Non lắm. Súng nâng cấp mà không bắn được cái gì cũng chết thôi. Ở đủ cái kiếm. Má giờ này Gana sửa là game bắn vô cái kiếm nó bởi luôn anh em à. Quải cái đạn thiệt chứ. Má game với cái ảo không nào. Chi nã luôn anh em ạ. Nó đù, nó cú đắng gì cả trời. Chạy lợi luôn. Cú cái gì mày. Má nó cú xong luôn anh em ạ. Cầu Ska lên. Bởi cái đầu. Má giờ này Ska bắn như bùa bơi luôn anh em ạ. Ska 3 chip anh em. Ý là mình đang dùng skin free luôn anh em ạ. Mình dùng Ska cái mập bắn còn manh nhanh nát nữa anh em. Qua đây lướt tí đầu luôn anh em ạ. Rồi nó có bay xuống không. Hình như là không luôn anh em à. Chỗ này khá là vắng nên mấy nó không bay xuống đâu. Phải lại mấy cái thính bọng vậy mấy nó bay xuống. Lướt tí đồ rồi vô luôn anh em. Mình cũng không thích chơi cái map đảo thiên đường này lắm anh em à. Nó khá là vắng luôn anh em. Mình không tua là xem khá là chán luôn anh em à. Rồi đây chị nã luôn coi. Map đảo này khá là chóng anh em. Nó to phải cứt luôn. À đồ đây ngoài trước mặt luôn anh em à. Đây coi mấy đứa. Má bốn đứa nó dồn ác. Đây có một đứa à. Mày. Bazooka cầm tay. Mày. Sao mà chạy được. Chạy hả bạn. À đủ. Đâu phải thằng chi nã. À, khác anh em à. Khác. Nó còn đang kìa. Phải cứ tưởng thằng chi nã không chứ. Ngoài trước mặt anh em à. Đù. À đù. Ngáo hả bạn. Má chơi game mà mơ ngủ không nào. Gạt luôn. Qua đây lấy cái gậy bóng chày cái này mà. Bắn nó còn che được tí đạn. Giờ bắn hai viên sụp kinh vô là bởi cái gậy bóng chày luôn anh em. Đúng. Hai thằng này chơi trò gì. Qua đây anh em ạ. Đứng ở đó một chút bị nó gì mà chết đấy. Đủ hai thằng này khác em anh em ạ. Bắn cứ bắn lộn nhau kìa. Đủ cái thằng súng nâng cấp hồi nãy anh em ơi. Thằng súng nâng cấp hồi nãy. Khoan từ từ. Bắn này biết chơi anh em ạ, này biết chơi. Cặp sụp kinh lên từ. Viên là bạn ơi, có mẫu quá. À yếu, bít bụng hả bạn. Bít bụng. Gà lắm. Gạt luôn. Quá non. Lâm đồ tí anh em à. Cái này cũng khá là giàu chứ nó mới xuống mà nó giàu vậy. À đồ bên đây còn một luôn anh em à. Nó quét à. Qua đây lụm luôn. Nó chỗ này chống vải cước mà nó đi ra giữa động đứng không nào. Chạy bởi cái đầu. Chạy. Lụm gạt luôn anh em ạ. Còn. Ngoài bom mới nó đang combat ngoài kìa anh em. Đứng chỗ đây mình bắn thôi. Đứng chỗ đây mà hấp. Đù ngoài trước mặt hai đứa kìa anh em. Từ từ. Đi đâu mà vội mà vàng. Bởi cái đầu công điện. Ra luôn. Hai viên. Trời ơi, game dễ anh em ơi. Chơi game phải dùng cái đầu anh em à. Gạt luôn. Má
má ngoài bôi vẫn còn luôn anh em, mà chơi game anh em phải dùng cái đầu nghe anh em. Chứ bốn đứa mập vô bốn mà chơi lại một càng tắt yếu là anh em phải chơi màu tắt bảy là anh em phải chơi Nikita nha anh em. Nikita là một cái tối thiểu anh em, chứ bốn đứa mập vô anh em thay một băng đạn thôi là anh em ngỡm của tỏi rồi đó. Nikita giúp anh em thay đạn nhanh anh em à, mà bơi sọc kinh gì vẫn được. À đủ, có đứa luôn, có đứa luôn. À đủ, đủ. À đủ một không. Ê, ê. Ui, ui má nhà hên boss nào, chạy qua chạy qua chạy qua. Chạy qua biết ngay mà cái lỗi chạy qua. Má con boss. Má giờ này mới nói vẫn còn cơm bát ngoài bo luôn em à. Phải cứt mấy đứa này thiệt chứ. Cơm bát, cơm bát, cơm bát. Má trốn à, vô đây vô bo đấy nè. Anh em cứ đứng trong bo bắn ra thôi. Mấy này chơi bài bo lắm anh em à. Phải cứt thiệt chứ. Mày vậy, mày ui một máu luôn anh em à. Từ từ, Bazooka. Má núp vô nhà anh em à, khó quá. Mày, ui nó có máy phóng rồi anh em, máy phóng, yếu rồi, Bazooka. Mày chạy đi đâu, gạt luôn anh em à. Còn tem mới đang công lên rồi anh em, gạt này chứ. Để nó có ông chết anh em à. Mày, bộ nó tới rồi. Mày chạy, ui đi còn nữa nào. Đủ, con. Nhỏ súng nâng cấp anh em à, này cũng súng nâng cấp bộ của thằng kia luôn vậy. Nhà giàu thôi anh em à. Đây. Súng nâng cấp lia tem luôn, khỏi cứu. Vô bò trước anh em à, 15 kill anh em, cháy quái. Giờ chắc mà tới 7 giảm cộng là 100 điểm rồi đó anh em à. Im à. Để coi còn đứa nào không. Ở trên nhà này như có đứa vậy nên thấy mùi ám khí trên đây lắm anh em à. Trên nhà này mới có vậy. Ồ đù có tới chân luôn anh em à, có tới chân luôn. Khoan, nghe tới chân có mấy đứa chảnh. Má khá là đông luôn anh em à, nghe tới chân đông quá. Từ từ. Má nghe tới chân khá là đông đấy anh em. Má nó bật cờ lưu nữa kìa. Công luôn anh em à. Liệu bao nhiêu, không liệu bao ít. Lên. Rồi có mền không anh em à. Không có mền luôn. Lên luôn. Đu dưới xe kìa, phải chứ chạy dưới bẫy anh em ba đứa. Ui phá đặt cái lưới chạy cái. Ui bít lại má ba đứa luôn nậu. Phải cứ khoan từ bình tĩnh anh em à. Ui má nhảy nó không tới nữa chứ. Tôi keo nó còn bốn quả keo thôi từ mày. Ui bóng hụt không nậu má nó chơi keo kìa. Ui mày yếu một rồi từ bộ máu cái. Ui 36 cái chạy thường sách anh em, chạy. Cái lụng má đông quá. Má núp sau bờ đây bơ máu cái đó anh em ạ. Má đông quá, mình hít không kịp luôn anh em ạ. Ở có hít hồi nãy giờ là thăng thiên rồi. Mày xuống mày. Gạt luôn anh em ạ. Ui nó tém xuống bị bên kia bắn rồi anh em. Rồi tém nó rụng như hoa luôn kìa. Vàng bơ máu cái đó, ga luôn anh em. Ui ôi hòm sát bậy chờ luôn kìa. Má nó bị tém bên kia bắn anh em ạ. Ui. Má bị tém bên kia bắn dữ vậy. Má kia bển cầm 249 gì bắn gớm vậy ông nào. Ui tem mới chết hết luôn anh em, còn ba đứa thôi. Má khó anh em mà bo không đổ chứ anh em mà bo sắp vô tới nè. Má chặn này bo không đổ chứ, đi đâu cũng đi bo chứ. Ui khó quá nè mồ. Má vô đây cái nữa. Trong đây không biết trong bom nữa. Nhỏ kia bên kia đấu tiêu chậm. Ê. Ui cái gì vậy ông nậu. Má bị mỏi mắt cái top 1 luôn nè. Thôi không sao anh em mà mỗi top 7 giăng cộng được 100 điểm. Xem video anh em thấy hay cho xin một like và đăng ký cho anh em. Ui 16 kill vãi đạn.